Chào các bạn, trong bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với các cái sub-layer. Sub-layer là một cái layer con nằm trong một cái layer lớn. Ví dụ như trường hợp này chúng ta nhìn thấy là trong tài liệu thiết kế của chúng ta có một cái layer chính tên là Icon Design. Các bạn để có thể nhìn thấy các sub-layer phía bên trong, ta sổ cái tam giác nhỏ xuống. Bạn sẽ nhìn thấy bên trong là các cái sub-layer. Như bài học đầu tiên các bạn còn nhớ về layer, chúng ta có một cái lệnh liên quan đến cái menu pop ở phía bên trên này. Đó là cái lệnh Release to layer, bạn thấy nó sẽ sổ những cái layer đó xuống, nhưng thường chúng ta sẽ không vào để sử dụng các cái lệnh ở chỗ đó vì nó quá là phức tạp hay là nó quá là chậm. Ta có thể thực hiện với những cái thao tác tắt nhanh hơn là các bạn muốn sổ cái layer xuống để nhìn thấy những cái layer sắp ở phía bên trong. Các bạn chỉ việc kích con chuột vào đây nó đã sổ xuống rồi, rất là dễ. Thế nhưng mà ở đây ta đã có rất nhiều các cái group khác nhau nữa, ví dụ như ở trên phần layer này bạn sổ xuống bạn lại thấy bên trong nó có thêm các cái layer con nữa, ta sổ xuống ta lại thấy có rất nhiều các layer con nữa và rất nhiều cái group trong cùng một cái layer ở đây. Vì thế là khi mà chúng ta cần muốn sổ nhanh các cái layer xuống thì các bạn kết hợp thêm cho mình một phím tắt trên bàn phím, ta giữ phím Alt và ta kích vào cái tam giác ở đây thì bạn thấy là chương trình ngay lập tức nó sẽ sổ hàng loạt tất cả những cái layer đến tận những cái layer sắp nhỏ nhất ở trong đó. Bạn có thể lựa chọn được từng cái thành phần đối tượng ở trong đó như trường hợp ở đây. Bạn nhìn thấy nếu như ta không sổ ra như này, khi ta chọn ở từ khi mà ta muốn làm việc với một đối tượng, một cái thành phần nhỏ trên cái layer đó, các bạn đưa con chuột ra bên ngoài, các bạn kích lên nó thì bạn thấy là ở đây nó đang là một cái group, một nhóm các cái đối tượng. Cho nên việc các bạn muốn chọn một phần trong cái đối tượng ở đây thì chúng ta chưa biết cách để có thể làm được việc đó. Vì thế nếu ta muốn chọn một đối tượng đó trên bảng layer thì cách đơn giản nhất là các bạn sẽ sổ các cái sub layer xuống, và như ở đây bạn nhìn thấy là mình có thể chọn vào cái từng một cái layer nhỏ và ta thấy là ta có thể làm việc với từng cái đối tượng trong một cái group đó. Khi mà để lựa chọn một đối tượng đó, bạn có hai cách là bạn có thể chọn một cái layer ở đây hoặc bạn có thể sử dụng cái vị trí con chuột ngay bên cạnh cái target ở chỗ này, bạn kích vào đó và thấy là ta có thể select được cái đối tượng thuộc cái phần cấu trúc layer đó trong cái sub layer của nó. Để làm ngược lại, khi mà ta muốn thu gọn tất cả những cái cấu trúc sub layer này lại, bạn kích con chuột với tam giác đó, bạn sổ xuống thấy nó vẫn cứ rất là, nó sẽ giống như lúc trước ta đang tách nó ra thành từng layer nhỏ. Bây giờ bạn muốn thu gọn lại thành từng cái group một thì ta giữ phím Alt và ta kích trở lại nó. Bây giờ ta lại sổ lại một lần nữa thì bạn thấy là các cái layer sub kia nó được gom lại thành những cái group nhỏ rồi. Đó là cách chúng ta có thể hiển thị từng cái sub layer ra một và lựa chọn các cái object trong quá trình làm việc sao cho nó dễ. Phần tiếp theo mình hướng dẫn các bạn cách là chúng ta có thể dịch chuyển một cái đối tượng từ layer này sang layer kia một cách dễ dàng. Trường hợp này chúng ta đang có một layer là layer Icon Design. Mình sẽ tạo thêm một layer nữa và đổi tên cho cái layer 7 này thành layer bóng đèn. Bây giờ mình sẽ chọn cái đối tượng là bóng đèn ở đây. Nó là một cái group thuộc vào layer 3. Nhóm layer 3 này gồm rất nhiều các cái đối tượng mà tạo ra cái icon là bóng đèn ở đây. Bây giờ mình không muốn cái layer 3 này nằm trong layer chính là icon design nữa, mà mình muốn tạo nó ra, dịch chuyển nó ra một layer độc lập là layer bóng đèn để làm việc. Thì công việc rất là dễ, là bạn có thể chọn layer bóng đèn này, layer 3 này, và sau đó bạn nhìn thấy bên cạnh cái target nó xuất hiện một cái nút indicate select as. Bạn có thể đặt con chuột vào cái nút đó và ta kéo cái nút đó dịch chuyển lên trên phần layer bóng đèn. Vậy là cái layer 3 đó bây giờ nó đã chuyển lên thành layer bóng đèn. Bạn nhìn thấy bây giờ cái phần hiển thị màu nó sẽ là phần màu của layer bóng đèn đây. Khi ta kích vào đó ta thấy là cái biểu tượng phần highlight S nó sẽ xuất hiện là màu vàng, trong khi các cái đối tượng thuộc layer icon design thì nó sẽ xuất hiện là các màu như là màu xanh hay là màu hồng ở chỗ này. Nó đã biểu hiện cho bạn thấy là cái layer mới của chúng ta, cái đối tượng kia nó đã chuyển sang layer mới, layer bóng đèn. Hay là với một cái đôi khi ta phải làm việc mà với một cái đối tượng nhưng nó được nhân ra thành trên nhiều các layer khác nhau thì bạn cũng sẽ tạo ra một cái layer mới. Giả sử bây giờ mình tạo thêm một cái layer tên là biểu đồ. Đó. Mình muốn cái đối tượng biểu đồ này bây giờ nó sẽ phải được copy sang layer biểu đồ phía bên kia, được nhân bản lên chứ không được di chuyển, vì nếu di chuyển thì ở trên layer gốc icon này nó sẽ mất cái đối tượng biểu đồ. Bây giờ mình muốn nhân thêm một đối tượng biểu đồ nữa và đối tượng biểu đồ đấy nó sẽ được copy hay là nhân bản lên layer biểu đồ phía bên trên, thì chọn đối tượng trên layer, cái chọn cái layer biểu đồ này xong thì các bạn đặt con chuột cũng vào cái nút indicate select art kia. Nhưng bây giờ thay vì chúng ta nhấp dây con chuột ta kéo nó thì bạn giữ thêm cho mình phím Alt trên bàn phím và bạn thấy có xuất hiện, khi bạn kéo thả lên trên layer biểu đồ bạn thấy ở phía vị trí bàn tay nó có xuất hiện thêm một dấu cộng. Như vậy nó báo cho bạn biết là cái biểu đồ này được di chuyển lên trên layer phía bên trên, nhưng nó sẽ tạo ra một bản sao và đó bạn nhìn thấy ta sẽ có hai cái đối tượng biểu đồ nằm trên hai layer khác nhau, là layer 4 ở đây thuộc cái layer chính là icon design và có một cái layer mới, layer biểu đồ phía bên trên. Như vậy là việc di chuyển một đối tượng từ layer này sang layer kia, chúng ta có thể sử dụng cái thao tác là kéo với cái cấu trúc indicate select as ở phía phải
dưới cùng, phía phải ngoài cùng của mỗi một layer như vậy. Hay là các bạn có thể kết hợp thêm phím Alt trên bàn phím để di chuyển nó với một bản copy lên trên một layer mới. Cho nên toàn bộ những cái vấn đề liên quan đến việc xử lý các đối tượng từ layer sang layer kia đối với Illustrator nó là vô cùng dễ dàng. Quan trọng nhất là các bạn cần phải nhớ cái được cái cách là chúng ta quản lý các cái đối tượng trên layer làm sao cho thuận tiện bằng cách là sử dụng các layer sub như thế này, giống như mình vừa hướng dẫn ở phần trước. Trên đây là một số các cái vấn đề liên quan đến việc quản lý các đối tượng trên bảng layer trong bài tập layer. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn tổ chức các đối tượng một cách tốt hơn trong bản thiết kế của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.